Đức Phật có dạy là vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Thì Thầy cho con hỏi cái khó của đời sống tại gia và cái khó của đời sống xuất gia. Và nếu là người tại gia thì làm thế nào để sống đời sống cao thượng? Còn nếu là người xuất gia thì thế nào để sống đời sống cao thượng? Con cảm ơn Thầy. Sống đời sống cao thượng con ha. Ok, cảm ơn. Mọi người nghe câu hỏi rõ không? Cái khó của người xuất gia là tự do nhưng mà cô đơn. Cái khó của người tại gia tức là hạnh phúc nhưng mà ràng buộc. Thì khi anh đã tự do rồi, anh đừng có ngồi đó than thở sao cô đơn quá chừng. Khi anh đã hạnh phúc vì nương tựa rồi thì anh đừng có than thở tại sao người ta không cho mình tự do. Lựa chọn của anh thì anh chọn cái nào cũng được hết, miễn là đi thẳng một đường cho đến nơi đến chốn. Cứ khổ, hãy khổ một cách sâu sắc rồi anh sẽ giác ngộ một cách sâu sắc. Không phải tại gia là tốt, không phải xuất gia là không tốt, không phải xuất gia là tốt, không phải tại gia là không tốt. Vấn đề không phải là hướng đi, vấn đề là mỗi bước chân ở trong cái hướng đi đó nó làm nên giá trị của hướng đi. Đi làm sao mỗi bước là tỉnh thức. Tự do được thì tốt, không tự do được ở với một người cũng vẫn gọi là tự do. Nếu không anh sẽ lấy cái ái dục của mình đi rong ruổi vào thiên hạ và tạo ra ác pháp. Như vậy tự do trong ràng buộc, chứ không phải không có ràng buộc mà tự do. Vì có thân là có khổ, đói là khổ, không ngủ được là khổ, ở một mình buồn cũng khổ, chưa có công việc làm khổ, chưa vô đại học khổ, vô đại học học mặt mệt bức chết khổ, ra không có việc khổ, có việc rồi làm việc căng thẳng khổ, không có gia đình khổ, có gia đình rồi thì còn không biết. Không có con, có con. Khổ, khổ. Con người mình có khả năng khổ với bất kỳ cái thứ gì trên đời này. Vậy, đời sống cao quý không phải là đầu tròn áo vuông hay là đầu xanh áo đỏ áo vàng, mà là nội dung bên trong cái đầu tròn áo vuông ấy. Nội dung bên trong cái con người áo xanh áo đỏ đấy. Ok, nếu anh đã có vợ có chồng rồi, đừng có cảm thấy những thứ anh lựa chọn và anh chán chường, anh không hạnh phúc và hài lòng với họ. Nếu anh đang không hạnh phúc với kết quả mà anh đã lựa chọn á, thì anh sẽ càng đau khổ hơn bởi vì anh không có nó. Hiểu không? Giả dụ con ở chùa là con tự do, mà con đang cô đơn. Cái khổ cô đơn nó một thôi. Nếu con lấy vợ, con sẽ đau khổ gấp ngàn lần cái cô đơn này, chính là cái sự ràng buộc và dây mơ rễ mắt. Con biết như vậy cho nên ha, em vui lòng chút với sự cô đơn này. Khi mà mình có cái thứ mà người ta không có, thì mình không cố gắng có để rồi trở thành không cái thứ mà mình đang có. Nghe kiểu không? Con đang không có vợ, nhưng mà con có tự do, con sẽ biết quý cái tự do đó. Con không có đi kiếm một cái thứ mà bây giờ con không có, để rồi con mất cái thứ giờ con có. Quý vị cũng có cái thứ mà quý vị đang có, là hạnh phúc đấy, là tình yêu ấy. Con đâu có đâu, muốn con không được. Ai cho? Nhưng mà quý vị biết, nếu không hạnh phúc và hài lòng với những thứ mình đang có hiện tại đó, quý vị sẽ càng đau khổ hơn khi mà cố gắng giống con. Thử chạy vô chùa đi, chùa sẽ lo chỗ cho anh ăn, anh ngủ á. Có thể lo luôn vợ, lo con cho anh đó. Nhưng mà anh ngồi im đó cả ngày, anh cười miết mình đi. Ha, anh làm được mới lạ. Đầu anh nó sẽ nổ tung lên. Cho nên đừng có chạy trốn khỏi cái hiện tại của mình, mà tìm một cái nơi theo kiểu là nhiều khi tôi muốn. Cái nơi đó là cái nơi nào không biết, nhưng mà tương lai á, tương lai mà là sự cứu rỗi, tức là hiện tại anh đang đau khổ. Nhưng nếu tôi nói anh nghe, đau khổ hiện tại thì anh nên say yes và chấp nhận nó, bởi vì anh sẽ đau khổ càng nhiều hơn khi không có cái hiện tại đó. Hơi mặn mà đấy. Dạ, câu hỏi khác.